Khi mà các giải bóng đá trên thế giới đều tắt điện, một vài nơi ở Brazil, trẻ em vẫn có thể chơi bóng trên đường phố. Một bàn thắng được đăng tải trên Instagram đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng. Một chú bé đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp với cú chạm bóng siêu đẳng sau đường truyền dài của đồng đội. Dù đây chỉ là trận đấu vui chơi của trẻ em trên đường phố, nhưng với cách ghi bàn quá đẹp vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Instagram. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Thế giới bóng đá muôn màu luôn ẩn chứa những điều thú vị và khó đỡ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống ghi bàn và biểu diễn bóng đá đường phố độc nhất vô nhị có 102 trên thế giới nhé. Lên đường thôi! Hakimi đá hậu vệ mà lại sút phạt cháy thế này, thế thì đỡ sao được? Ô kìa, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối à anh em, sao lại có thể ảo diệu như vậy được, ván cái đầu chưa? Cú này to gan lắm rồi đấy, phang thẳng người khiến cho huấn luyện viên Sarri bị bay kính luôn mà. Ui là trời, mau đỡ ngài dậy đi chứ. Gương mặt đầy nghiêm túc như muốn đồ sát mọi thứ. À thực ra chỉ là một cú dọa thôi, chứ anh dài sút 11m bằng độc chiêu Panenka siêu mượt và nhẹ nhàng luôn, cú lừa hết. Một mình một bóng thì sút vào lưới chẳng phải là điều gì to tát, nhưng mà đưa bóng đi đập cột dọc rồi văng thẳng vào máy quay như này thì quả thực là một vụ nổ lớn, mất hết rồi anh bạn à. Nào nào, biết ai là trùm kỹ thuật cá nhân ở sân bóng này chưa? Có ngon thì vào lấy bóng cái coi, sao mà đỡ được? Thôi vậy, chỉ số bình tĩnh đạt level max như thế này thì chắc là đối thủ cũng bớt buồn đi vài phần khi bị thua rồi nhỉ? Ông anh đánh quả gót chí mạng quá, nể thực sự. U la trời, giao lưu có chút mà bị hất văng hỏng luôn cả biển quảng cáo vậy luôn. Thế giới này đáng sợ quá rồi, tôi không muốn chìm sâu hơn nữa đâu. Đồng đội thì cong cả lưng, trầy da tróc vẫy mới truyền vào cho một quả không thể nuột nà hơn thế này. Xong bản thân mình thì gôn trống sút lên trời, cũng đến cạn lời với quả dứt điểm của ông thần đấy. Ai đó cứu đi. Đấy, hậu quả của việc để tóc dài khi chơi bóng đấy. Rồi đã tìm thấy trái banh chưa anh dai? Đã ở ngay cạnh ông anh luôn đấy, cứ nhìn xa xăm làm cái gì. Một combo ghi bàn phải gọi là làm nức lòng người hâm mộ. Tầm đấy một mình một sân bóng thì anh là vua, là số 1 thế giới. Có phải chúng ta đang được chứng kiến màn trình diễn của một siêu sao bóng đá trong tương lai không vậy bà con? Ảo thật đấy. Tiết mục biểu diễn không dành cho những người yếu tim và đặc biệt là các thánh sợ độ cao. Nhìn ông này tân bóng thôi mà lạnh cả sống lưng luôn vậy đó. Chú cuốn này xem ra mang một tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn lắm đây. Có tiếc gì thân mình đâu, phi thẳng vào lưới luôn, đỡ sao. Đôi lúc nghĩ cuộc đời cũng bạc bẽo, cơ hội thuận lợi thế này mà đối thủ cũng không ghi bàn được. Giờ phải kiêm luôn cả nhiệm vụ phá lưới hộ đội bạn nữa, việc gì cũng đánh tay tôi, bực mình ghê. Cảm giác các cầu thủ AC Milan trong tình huống đá phạt này muốn hờn dỗi cả thế giới luôn quá. Gì mà sút như vậy rồi vẫn không ăn thua là sao? Ảo thế nhỉ? Quên cái trò ném phi tiêu đi, bây giờ là phải dùng bóng để sút trúng hồng tôm nha. Ờ mà lại còn Rabona nữa thì có mãn nhãn quá không anh dai? Thôi anh em à, thời đại công nghệ số mà, không điều gì là không thể nhá. Đây có thể coi là nghệ thuật ánh trăng lừa dối không đây? Đam mê bóng đá vậy là tốt, cơ mà cũng nên chọn đúng nơi đúng chỗ để chơi chứ người anh em. Xem cái địa hình này là không ổn rồi, ngã sấp mặt là phải. Anh em chuẩn bị chưa? Hãy chú ý huyết áp của mình nhé. Cẩn thận không là chóng mặt quá đi mất thôi đấy. Ông thần này võ công cao cường quá, bái phục bái phục. Ô kìa anh Tài ơi, rút thẻ đỏ thì đúng rồi, nhưng mà sao cái động tác nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Ván cái đầu chưa?
đã tập thôi mà, có cần phải lập siêu phẩm bọ cạp ảo diệu như vậy không thanh niên, cứ bị đẹp mắt thôi. Trong tình huống này, người con sau đó sẽ đỡ bố dậy và nhẹ nhàng nói thầm bên tai: bố vẫn còn gà lắm, xem con thể hiện đây. Ở đây không hề có tấm gương nào hết nha. Hai ông này chắc tri kỷ với nhau từ tấm bé nên mới có thể ăn khớp từng động tác đến như vậy. Tấm lưới bé tẹo thế này thì làm sao mà ghi bàn được đây? Cơ mà không điều gì là không thể, một xúc ăn ngay, tính tiền luôn bàn thắng bà con ơi. Nói sao về quả gấp bóng này bây giờ nhỉ? Cứ thiếu quyết đoán đi ông thần này, rồi giờ ôm đầu tiếp chưa? Tân bóng nghệ thuật trên sân cỏ thì cũng đẳng cấp đấy, nhưng mà tân trên băng thì sao anh em? Nó có xứng đáng được gọi là nghệ thuật đỉnh cao vương tầm vũ trụ không? Sao vừa mới mạnh mẽ mà đã yếu đuối ngay được vậy Lukaku? Ngã được ngay mà. Bóng đâu rồi mọi người? Ông kia giấu trái bóng đi đâu rồi? Trả lại đây, thế giới này toàn lừa thôi, dỗi ghê. Người chơi hệ đảo này xứng đáng mặc áo số 10 rồi đấy, rang lạc nhanh và chuẩn đến độ là không bắt kịp khung hình luôn mà. Mọi thứ đúng chuẩn bài để mà tạo ra một siêu phẩm rồi đấy, nhưng mà áp dụng vào trận đấu thì chỉ có nước bị cổ động viên đuổi đánh cho không trượt phát nào vì tội đốt lưới nhà anh bạn gác đền nha. Dân chơi này dường như đang muốn thách thức mọi quy luật vật lý tự nhiên hay sao ấy nhỉ? Toàn tung chân thực hiện những quả dứt điểm với quỹ đạo siêu khó thế này thì đỡ làm sao được bây giờ? Top 10 cách hay nhất để ngăn cản đối phương ghi bàn. Cách 1 đó là di chuyển luôn khung thành ra chỗ khác, thế cho nó nhanh, phương pháp hiệu quả nhất thế giới. Đá bóng ở sân băng xong rồi còn không được mang giày, trời đất, nghĩ thôi cũng thấy nó cực. Sao lại có thể thích tự hành hạ nhau như vậy những người anh em? Mệt thật đấy. Vừa rồi là những pha làm bàn và các tình huống biểu diễn bóng đá đường phố có 102 trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.